Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Oppo R3 mã R7007 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Phía hàng gặp có lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Oppo R3 bị hỏng main, lỗi main mà không có phương án nào sửa được thì nhưng màn hình main vỏ máy còn xin lỗi các bạn, màn hình vỏ máy pin còn ok. Thì với dịch vụ thay mới main trên Oppo R3, quý hàng có chi phí hấp dẫn hơn rất là nhiều so với việc phải mua trọn bộ Oppo R3 mới, hoặc với giá thành tương đương đổi main, thay main của Oppo R3 thì quý hàng không mua đâu được cái máy cấu hình ok tốt như Oppo R3 R007. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới main của điện thoại Oppo R3 R7007, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được triển khai tại Di động Cao cấp.vn.